tại bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Mặc dù còn đến 7 lượt nữa mới chính thức kết thúc, nhưng có lẽ hai vị trí đầu bảng cùng hai tấm vé trực tiếp đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào cuối năm 2022 khó thoát khỏi tay Australia và Ả Rập Xê Út sau những màn trình diễn của hai ông lớn bóng đá châu Á này. Hai đội bóng trên đã toàn thắng tuyệt đối, được 9 điểm sau 3 trận, tạo cách biệt lên đến 6 điểm so với nhóm đội xếp sau, gồm Nhật Bản, Oman và Trung Quốc, có cùng 3 điểm sau 3 trận. Trong khi đó, sự suy yếu của Nhật Bản đã mở ra cơ hội sở hữu vị trí thứ 3, kèm suất đá play-off cho tất cả các đội còn lại trong bảng B, bao gồm cả Việt Nam. Hiện tại, Việt Nam chưa có điểm nào và đang xếp cuối bảng. Mặc dù vậy, các ngôi sao vàng chỉ thua nhóm đội phía trên, gồm Nhật Bản, Oman và Trung Quốc, số điểm đúng bằng một trận thắng là 3 điểm. Như vậy, cuộc đối đầu trực tiếp với Oman vào lúc 23 giờ đêm ngày 12 tháng 10 tới đây sẽ mang tính chất quyết định cho tham vọng dự World Cup 2022 của Việt Nam. Ở lượt trận thứ 3, Oman đã thua dễ Australia tại Doha, Qatar với tỷ số 1-3. Thất bại này đã phơi bày trình độ thực sự của Oman. Xem ra mục tiêu thiết thực đối với Oman trong các lượt trận tiếp theo ở bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là cạnh tranh với Nhật Bản, Trung Quốc và Việt Nam vị trí đá play-off thay vì hướng đến hai vị trí đầu bảng. Gặp Việt Nam tại sao Huyệt Múc Cát ở trận đấu tới đây là cơ hội để Oman nới rộng khoảng cách với chính đối thủ và chiếm ưu thế trong cuộc đua giành vị trí thứ 3 của bảng đấu. Bởi vì, cùng trong lượt trận thứ 4, Nhật Bản và Trung Quốc được dự đoán sẽ gặp nhiều khó khăn trước lần lượt Australia và Ả Rập Xê Út và khả năng giành được điểm số vẫn còn bỏ ngỏ. Về phần Việt Nam thì thất bại 2-3 trước Trung Quốc ở lượt đấu trước mang lại ít nhiều tiếc nuối. Tuy nhiên, những điểm sáng trong 10 phút cuối của trận đấu trên chắc hẳn giúp ban huấn luyện tuyển Việt Nam có thêm nhiều giải pháp hiệu quả cho cuộc đối đầu với Oman. Đầu tiên phải nói đến là hậu vệ Hồ Tấn Tài. Với màn trình diễn của Tài trong hiệp 2 trận đấu với Trung Quốc, có lẽ ban huấn luyện tuyển Việt Nam phần nào yên tâm về hành lang phải của đội tuyển. Một khi Văn Thanh không ở trạng thái tốt nhất, Hồ Tấn Tài sẽ là một giải pháp thay thế hoàn hảo. Thậm chí, Tài hoàn toàn có thể thi đấu tốt nếu được ban huấn luyện tin tưởng cho xuất trận ngay từ đầu. Điểm sáng thứ hai là sự ăn ý của bộ ba đã mang về bàn thắng gỡ hòa 2-2 trước Trung Quốc, gồm Quang Hải, Công Phượng, Tiến Linh. Đó là một gợi ý không hề tồi cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong trận đấu với Oman tới đây. Trong bối cảnh hàng phòng ngự không còn là điểm tựa vững chắc cho đội tuyển vì nhiều lý do khác nhau như chấn thương, phong độ và tâm lý thi đấu, giải pháp thi đấu cởi mở hơn nên được tính đến để giải tỏa áp lực cho tuyến sau. Trong đội hình thiên về tấn công, Công Phượng sẽ thay thế Phan Văn Đức ở hàng tấn công của tuyển Việt Nam. Phượng tỏ ra ăn ý hơn với Tiến Linh và Quang Hải so với Đức. Điểm yếu của Phượng là khả năng lui về hỗ trợ cho hàng phòng ngự. Do phải thi đấu trên sân khách nên có lẽ thầy Park sẽ không mạo hiểm. Ông có thể vẫn bố trí Phan Văn Đức ra sân ngay từ đầu để ổn định khâu phòng ngự và Phượng vào thay thế Đức trong hiệp 2. Nhưng nhiều khả năng sự thay đổi này sẽ đến sớm hơn trong trận đấu với Trung Quốc. Thầy Park chắc đã nhận ra là hàng phòng ngự của tuyển Việt Nam không thể chịu nổi áp lực liên tiếp của những đối thủ hàng đầu châu lục trong hơn 80 phút. Đối với Việt Nam hiện giờ, tấn công là cách phòng ngự tốt nhất. Đội hình dự kiến Oman và Việt Nam. Oman gồm thủ môn Andrew Saidi và các cầu thủ Al-Hathi, Al-Khamisi, Al-Habsi, Abu Saidi, Al-Akbari, Al-Sadi, Fakwat, Al-Jajae, Al-Alaqui, Al-Hatri. Việt Nam gồm thủ môn Tấn Trường và các cầu thủ Duy Mạnh, Ngọc Hải, Thành Trung, Hồng Duy, Văn Thanh, Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Văn Đức, Tiến Linh. Dự đoán kết quả trận đấu. Hai trận thua 0-2 và 0-6 của Việt Nam khi đối đầu với Oman ở cấp độ đội tuyển quốc gia đã là câu chuyện của 17 năm về trước. Thế hệ cầu thủ Việt Nam hiện tại được đánh giá là không quá chênh lệch trình độ với Oman. Ở một trận cầu cân bằng thì đấu pháp hợp lý và tinh thần thi đấu sẽ quyết định đội chiến thắng. Dự đoán, Việt Nam thắng Oman 2-1. Mọi người ủng hộ kênh nhé. Đăng ký, chia sẻ video. Cảm ơn.